Quý vị anh và Nguyễn Khánh Linh xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã đến với chương trình Tiếp Ngon Kỳ Diệu 12 4 lên lời Edition. Và như mọi người có thể nhìn thấy thì trước mắt chúng ta có rất nhiều phương pháp để chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức. Và một trong số đó cũng là giải ô chữ. Và chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Khánh Linh làm chủ nhân của những ô chữ kỳ diệu của chúng ta. Xin chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay dành cho bạn Nguyễn Khánh Linh ạ. Và sau khi bạn Nguyễn Khánh Linh chính thức nhận công việc là chủ nhân của những ô chữ kỳ diệu, chúng ta cùng chào đón ba người chơi sẽ cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và họ là ai? Xin mời! Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Nguyễn Ngọc Quý, đại diện chơi của một. Ngay sau bạn Nguyễn Ngọc Quý chính là bạn Nguyễn Hải Đăng, đại diện cho tổ 2. Và cuối cùng, người đứng xa tôi nhất, đó chính là bạn Bùi Khánh Linh, đại diện cho tổ 4. Và đó chính là ba người chơi sẽ cùng tham gia chương trình Chúc Ngọt Chương trình 12 của Mê Đồng Edition về địa lý. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi chính thức duy nhất ở trong chương trình Chiếc Nón Kim Diệu, chủ đề địa lý. Xin mời! Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng với vòng thi chính thức của Chiếc Nón Kim Diệu 12 4 lần Edition. Và vì lý do thời gian của chúng ta không có nhiều cho nên chúng tôi sẽ rút ngắn số vòng thi chính thức là vòng 1 thay vì là 3. Và ba người chơi đã sẵn sàng chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ô chữ gồm có 7 chữ cái với nội dung như sau. Xin mời! Đây là yếu tố cần có ở tài nguyên nước. Và theo thứ tự thì bạn Nguyễn Ngọc Quý sẽ là người được quyền quay đầu tiên ạ. Xin mời ạ. Vâng. Rất đặc biệt cho bạn Nguyễn Ngọc Quý. Có lẽ là bạn Nguyễn Ngọc Quý tuy là một cầu thủ chơi khá là giỏi, nhưng mà vận may của bạn ấy không được tốt cho lắm ạ. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt quay của cầu thủ Nguyễn Hải Đăng của chúng ta. Xin mời ạ. Xuyên chút nữa đã là vấn điểm và đó là ô 900 điểm. Và chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Hải Đăng hãy chọn cho mình một chiếc cái bất kỳ ạ. A, bạn Nguyễn Hải Đăng có chắc chắn là chữ A không? Chữ A. Vâng, chúng ta có đến tận 2, 1 và không có chữ A nào cả. Rất đáng tiếc. Bạn Nguyễn Hải Đăng đã làm sai và điều đó đồng nghĩa với việc lượt quay của chúng ta như được sắp đặt dành cho bạn Bùi Khánh Linh. Xin mời ạ. Vâng. Cũng không có hẩm gì hơn là bao vâng ạ. Lại mất lượt. Và bạn Quý lại một lần nữa giành lại được lượt quay của mình. Xin mời ạ. Vâng. Xin chút nữa đã là mất lượt và đó là 500 điểm. Xin mời bạn Quý đoán một chữ cái ạ. Thưa bạn Quý Anh, theo kiến thức của tôi về bóng đá, tôi là tôi fan Cristiano Ronaldo, là tôi xin phép đặt chữ C. Chữ C. Vâng. Cuối cùng chúng ta có người giành được 500 điểm. Chúng ta có một chữ C.
3 chữ C. Và bạn Quý đã đoán được ra ô chữ này chưa hay là muốn quay tiếp ạ? Vâng, xin mời. Một nghìn điểm. Và đó là cơ hội lớn cho bạn Quý. Xin mời bạn Quý hãy đoán một chữ cái bất kỳ tiếp ạ. Không thể bỏ qua. Dạ, tôi xin phép bạn để anh cho tôi chọn chữ cái là E. 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 Vâng, xin chúc mừng bạn Quý, bạn đã giành được 1.000 điểm không? Bởi vì chúng ta không hề có một chữ E nào cả. Vâng. Bạn Quý đã bị đoán sai một lần. Vâng, xin mời được quay trở lại với bạn Nguyễn Hải Đăng. Xin mời ạ. Có người không phải đang quay máu cũng được. Đang nó cứ dừng lại. Xít nữa thì chia đôi. Bạn Đăng đã quay máu 1.000 điểm. Và xin mời bạn Đăng hãy chọn một chữ cái ạ. Chưa đỡ ạ. Đỡ thấp. Và bạn Đăng đã có 2.000 điểm, có 2 chữ N. Vâng, như vậy là bạn Đăng đang có 2.000 điểm. Một số điểm khá là lớn, xin mời. Một trăm điểm. Vâng. Và xin mời bạn Đăng hãy nói một chữ cái ạ. Chữ B bò. Chúng ta có một chữ B bò. Vâng, xin mời bạn Đăng đoán luôn một chữ này. Tôi đoán là cân bằng và ô chữ đó là cân bằng. Bạn Đăng thân mến, nếu như bạn đoán đúng ô chữ này thì số điểm 2.100 sẽ chính thức thuộc về bạn. Và hai người chơi còn lại, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn Đăng, bởi vì ô chữ mà chúng ta đang cần đi tìm đó là cân bằng. Xin chúc mừng. Cân bằng nước là sự tương quan giữa lượng nước do rễ hút vào tức là A và lượng nước thoát ra qua lá tức là B. Khi A bằng B tức là mô của cây đủ nước và cây phát triển bình thường. Còn khi A lớn hơn B thì tức là mô của cây thừa nước và cây phát triển bình thường. Còn khi A bé hơn B thì cây sẽ mất cân bằng nước, lá héo và lâu ngày cây sẽ bị hư hại và cây chết. Và bạn Đăng thân mến, cảm xúc của bạn như nào khi mà bạn đã giải được ô chữ lần này ạ? Vâng, cảm ơn bạn. Còn bạn Quý thì sao? Khi mà bạn đã quay vào ô mất lần ngay ở lượt đầu tiên ạ? Tôi cảm thấy khá là tiếc nuối. Tôi rất là cảm ơn MC Nguyễn Anh đã cho chúng tôi trò chơi rất là thú vị và thú vị. Vâng, còn bạn Bùi Linh thì sao? Vâng. Và một lần nữa chúng tôi lại được xin chúc mừng cho bạn Nguyễn Hải Đăng của chúng ta đã giải được ô chữ một cách xuất sắc và chiến thắng được vòng thi với số điểm là 2.100 điểm. Xin chúc mừng. Và chương trình đến đây đã kết thúc rồi và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cũng như các thầy cô đã cùng tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Khánh Linh xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã đến với chương trình Tiếp Nón Kỷ Niệm 12 4N Edition. Vận may của bạn ấy không được tốt cho lắm ạ. Vâng. Cũng không có hẩm gì hơn là bao vâng ạ. Bạn đang có 2.000 điểm, có 2 chữ N.